nhưng mà tại vì thấy nó cũng cơ bản á, xong rồi nhiều bạn biến kiểu đồ cũng muốn làm nên cô để bài đó qua lớp cơ bản rồi trước luôn một phần nhỏ. Thì đó bữa nào học kiểu đầm đi ha, để học chung với cái đó luôn. Giờ học cho xong năm sáu này rồi, qua tới cái mẫu chị xây được rồi. Rồi cái này là rút nhúng ở cổ đúng không? Thì mình xoay hết bên về cổ thì nó mới có đường nhúng ngay đây thôi. Nếu mình muốn nó có nhúng ở về phía phòng nách nữa nè, về phía sườn cái gì đó nữa thì mình phải tách thêm ra. Oh, cái mỡ này mình cắt ra rồi. Nhưng mà có một cái, nếu mà bên đó mình xoay hết về một điểm ở cổ thì giống như bữa giờ mình tách đó, thì cô hay nói là nếu mà cái đường tách nó ít quá, cái đường này cái độ gãy nó nhiều quá, mình không có biết lượng sao. Giờ lẽ mình lượng cái cổ chữ S không vậy? Giờ biết mình lượng xong lẽ mình lượng chữ S không vậy? Tóm lại là không biết lượng sao. Thì giờ tốt nhất là mình tách cái bên này làm hai chỗ, thì lúc đó cái đường nó sẽ đỡ gãy hơn, mình sẽ dễ lượng hơn. Mà tùy mẫu mà mình chọn chỗ tách sao cho nó lý tưởng. Ví dụ như cái này thường mình đừng nên chọn đây, chọn đây mình không có được cái khúc đường định vị ở bên đầu để mình lượng cái đường cổ của mình nè. Nhích qua chút đi, mình sẽ nhích qua giữa cái cổ đầu tiên của cú. Mình xoay qua hai lần đi. Thì đó, xoay một lần nó bị gãy quá, giờ cô sẽ xoay qua hai bên hai chỗ, mỗi bên này mình xoay vô một chỗ ha.